Giỏi thiệt nghề gì? Giặt là kéo nhiều. Đấy. Bệnh này gọi là bệnh nghề nghiệp á. Toàn phải đứng hết. Đứng hết. Không mà 9 tiếng đồng hồ chỉ có đứng chẳng được có 20 phút nghỉ. Cô có đau hai cổ tay này không? Có. Vì là mình phải kéo nhiều quá. Kéo đau cổ tay nữa. Thực ra là mọi người biết mấy cái bệnh này chỉ cần chườm đá là hết. Còn ở đây mình hồi hôm qua đó mình học cái cách ép gối thì biết rồi, biết cách làm rồi. Hai chị em là qua làm lại, thấy chưa? Rồi cổ dưới vai á mình cũng học hôm qua rồi. Còn cái cổ của em á mà muốn hết thì phải sử dụng cái kéo cổ này lên. Do đó là hôm nay á, là tôi không cho em chữa trị mà em sẽ là thầy thuốc để chữa người khác. Ok, thật ra là chút xíu có những cái bệnh nào cần thiết thì em sẽ giúp người ta. Vì bữa nay là em giỏi rồi, em làm cho bà chị cũng ngon lành đúng không? Em bắt đầu tuần sau phải đi làm rồi. Nhưng mà làm đầu gối thì nếu muốn vậy chút xíu là bà em sẽ làm gì? Tại vì là mình học cả rồi, ai mà nói là chị bị tình trạng đồng cảm. Em bị một cái bệnh trầm cảm này nó cũng mới thì bây giờ dùng sử dụng sang thuốc thì sau đó là bị bệnh mới bị 2-3 tháng rồi. Dùng thuốc gì mà sai? Thực ra là cái thuốc của bác sĩ nó cho nhưng mà thực ra là nó sai thuốc này nó nghĩ là chắc là em là bị hoang tưởng, bệnh hoang tưởng nếu mà cho người thuốc sau đấy là bị trầm cảm luôn. Nhưng mà không biết là như thế nào. Trầm cảm lại bây giờ là không hay quên rồi không có không có nhiều nguy hiểm, tới đây là hết nguy hiểm rồi. Nhưng mà cái bệnh này thì thấy nguy hiểm bởi vì sống một mình rồi cũng không có chồng không có con nữa, rồi thêm cái bệnh này thì thấy nhiều khi nghĩ tiêu cực quá, thì cũng sợ là trong một phút chốc nào đấy mà nó dại đấy đi cũng chị suy nghĩ thì ok. Nhưng mà tôi chỉ khuyên chị một điều thôi. Thứ nhất á là chị không nên uống thuốc tây nữa. Không, cái đấy bỏ rồi. Tại vì cái thuốc tây á, khi mà mình nó có dư trầm cảm á, nó cho mình thuốc á, thuốc đó chẳng qua là có hai cái tác dụng. Thứ nhất là ức chế thần kinh của mình. Cái thứ hai là an thần. Nó làm cho mình ngủ nhiều. Và lần cái mình mất trí nhớ đi. Mà từ cái bệnh mà không có thành nó có, từ cái ít nó thành nhiều. Tôi cam đoan với chị một điều thôi. Tôi dùng cái chữ cam đoan á, thì có nghĩa là tôi chắc chắn một điều là chị điều trị theo hướng tôi thì chừng tuần lễ sau thì ổn hết. Và chị ghi số điện thoại của tôi đây, đến tuần lễ sau thì báo lại cho tôi. Mỗi người chúng ta ai cũng có chứng trầm cảm. Chị nghe không? Ở trong người chúng ta ai có chứng trầm cảm. Tôi cũng bị trầm cảm. Và những người đây á, rất là nhiều người bị trầm cảm, không phải chỉ riêng chị. Tôi muốn nói để mọi người hiểu, hồi lúc mà tôi còn đi học thì tôi sợ nhất, cái điều thứ nhất là đi thi. Và mà thấy mình sợ thì mình phải học ngành đúng không? Rồi học thì phải chờ đúng giờ nào học, giờ nào ăn, giờ nào đi lên lớp. Thì cái chuông đồng hồ á, nó gõ tích tắc, tôi nghe tôi cũng sợ. Và đêm thì không ngủ. Rồi tôi phải thức dậy á, tôi đi xuống dưới sông, nhà tôi cái sông mà tôi xách nước tôi lên tôi tưới cây hết. Mà nhà tôi là 1000 mét vuông mà tôi tưới hết 1000 mét vuông. Cũng chưa sáng, tôi lại tiếp tục xách nước đi tưới nữa. Để cho nó hết cái thời gian, để cho mình nhìn thấy mặt trời. Và tôi phải sống như vậy rất là nhiều năm. Và cũng giống như chị vậy đó. Là tôi ở nhà, ở quê mà thì nhìn lên trời đó, thì mình thấy những cái vì sao. Cái mình lo lắng, mình không biết tại sao mình sinh ra, rồi mình làm người như vậy. Rồi vất vả thế này, rồi sống sao, rồi chết sao. rồi những cái suy nghĩ vô vơ. Rồi mà nó thôi, đã vậy thì chết mẹ nó cho rồi, phải không? Nhưng mà thực ra là đó là do cái suy nghĩ tiêu cực của mình. Mình chỉ biết là rồi tôi đi làm việc, rồi tôi đi học, rồi cho tới khi mà tôi về nước làm việc, rồi tôi đi làm cái chuyện này. Thì may mắn cho tôi là tôi nói dùng cái chữ may mắn để mọi người hiểu, để cho mình biết là ở đây chúng ta ai cũng bị cái đó. Nhờ cục đá mà tôi hết những cái chứng đó. Và những cái người mà bị ung thư họ sợ nhất là gì với ông? Cái chết. Những người trầm cảm thì trái lại không sợ chết. Những người bị ung thư lại sợ chết. Tại người trầm cảm họ muốn chết, nhưng mà họ biết rằng họ vẫn sống. Còn người bị ung thư họ biết chắc rằng họ chỉ sống từ 3 tới 6 tháng nữa thôi. Do vậy là khi cái người mà bị ung thư là cái sự tuyệt vọng của họ nhiều hơn cái người trầm cảm. Do vậy là khi mà được chườm đá xong thì những cái người ung thư sau một tuần lễ họ không còn sợ chết nữa. Và họ ngủ được, họ ăn được, và cuộc sống họ thấy có giá trị. Và họ thấy rằng là sinh ra là một cái con người là đã khó rồi, và làm người là đã khó rồi. Thế thì mình phải làm sao sống để trọn vẹn một cái số kiếp người mình. Còn mình chết là một sự trốn tránh. Mà trốn tránh mình không khỏi đâu. Rồi mình lại thêm cái tội là mình hủy hoại thân thể mình. Cái điều quan trọng là mình sống sao để cho mình có thể làm tốt cho mình, cho xã hội. May mắn là tôi nhờ cục đá. Thì chút xíu là hướng dẫn cho chị mua 2 cục đá, rồi chị sẽ làm nóng, rồi chị chườm vô cái vùng gan. Thì một tuần lễ sau chị gọi điện cho tôi. Vì tôi biết chắc là sau một tuần lễ chị thay đổi hết. Và chị chỉ cần có thế thôi. Và chị sẽ mà phải ôm cái cục đá đó suốt cho tới 120 tuổi thì chị đem trả lời tôi. Ok? Rồi xong. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Trì Liên Tâm.